Rồi, ghế đây rồi. Rồi, mời hai bạn mở mặt nạ ra. À, xin chào hai bạn. Bây giờ bạn trai sẽ giới thiệu trước. Dạ, em tên Hoàng Anh chị. Đang làm việc là cán bộ công chức Ủy ban nhân dân quận Tân Bình. Em làm bên mảng văn phòng. Quê mình ở đâu? Dạ, ở đây chị, thành phố Hồ Chí Minh, dạ, Tân Bình. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Dạ, 30 chị. 30 tuổi, mời em gái. Dạ, em kính chào chương trình cho chị Cát Tường và bạn Nam bên cạnh. Em tên là Bích Ngọc, hiện tại em là nhân viên văn phòng của Ủy ban phường, quận 5. Ồ, cái quận Tân Bình, cái quận 5. Nói chung là hai bạn cũng đều làm trong cơ quan nhà nước hết. À, chắc đặc thù công việc thì cũng hiểu rồi ha. Dạ. Cười sao cười vậy, có quen không? Hả? Đâu mình hỏi thăm vài câu thử coi rồi biết đâu quen biết sao. Em làm ở quận 5 hả? Dạ. Đôi khi mình có dịp gặp mà mình không biết ha. Dạ, em cũng mới công tác khoảng 1 năm rưỡi rồi ha anh. Anh công tác đó lâu chưa? Dạ, công tác cũng lâu chị. Mình làm là giờ hành chánh hay sao? Công việc của mình dạ, cụ thể là như thế nào? Giờ hành chánh chị. Thứ bảy chủ nhật nghỉ. Dạ đúng rồi. Em thứ bảy vậy. Thì đôi lúc thì có làm buổi sáng. Ừ. Dạ. Em cũng vậy hay sao? Dạ. Em cũng thứ bảy chủ nhật nghỉ, đôi khi có những phong trào hoạt động của cơ quan thì mình tham gia. Ừ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì năng động. Còn điểm yếu của em thì cũng hơi nóng tính, thẳng thắn và cũng khó chịu một chút rồi. Còn em, điểm mạnh điểm yếu dạ, của mình? Điểm mạnh của em thì cũng hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình. Thì cũng sôi nổi. Còn nãy giờ tôi chưa thấy sôi nổi gì luôn á. Điểm yếu thì nói chung cuối tuần ngủ hơi trễ xíu. Có tật xấu gì không? Dạ không chị. Dạ không chị. Người không có cái tật xấu nào hết. Không có. Rồi làm văn phòng rồi cuối tuần ngủ dậy trễ rồi làm gì nữa? Thức dậy thì làm gì? Nghe nhạc, xem phim hay đi uống cà phê gì đó. Uống cà phê hay uống bia? Có chị, tại em thì lúc ăn nhiều. Ăn nhiều quá hả? Tình trường sao? Trải qua mấy mối tình rồi? Chung cũng một chị hồi học sinh thì cũng có. Vì có một mối tình học sinh thôi? Dạ đúng rồi. Tới giờ luôn không có? À. Thích trai, thích gái? Dạ thích gái chị. Giới tính rõ ràng không? Dạ rõ ràng. Rõ ràng mà sao bao nhiêu năm mà không có, 30 tuổi mà không có mối tình nào thêm là sao? Thì nhiều lúc như làm văn phòng thì mấy bạn kia nhiều lúc người ta cũng có ý chung nhân hay gì đó. Nên là mình thì chỉ giao tiếp chứ mình cũng không có gì. Không có đối tượng mình có thể yêu thầm trộm nhớ ai, có yêu đơn phương ai không trong 10 năm qua? Chắc không đâu chị. Thì cũng lo làm cái học cũng không có. Vậy thì cái mối tình mà hồi đi học đó là có mần ăn gì chưa? Dạ, chưa, học trò mà học chị trò. Ngây thơ đó chị biết mà có. Chị hỏi để em trả lời vậy thôi. Nếu vậy thì cuối cùng là có nắm tay, có hôn nhau lần nào chưa? Dạ chắc mấy đó học sinh người ta cũng biết bình thường. Cũng biết bình có thường. Có nắm tay gì vậy? Rồi có, rồi bây giờ thí dụ có bạn gái rồi lấy vợ rồi có biết làm gì không? Dạ chắc biết học sao hỏi. Sao biết được thêm. Học hỏi ai? Thì có gì hỏi chị Cát Tường, hỏi chị Cát Tường. Hỏi chị sao được, trời ơi chị phụ nữ sao chị chỉ em được. Phải tự học hỏi, rồi, em phải tự tìm học. Kiếm Học hỏi ở đâu? Sách vở. Sách vở. Hay bạn bè gì đó hả? Nhằm khi hỏi vợ luôn á. Hỏi gì? Em nghe anh chưa có mơ tình trường, chưa có cái mối nào hết trơn, em có ngại gì không? Dạ cũng sợ là tính hơi còn trẻ con. À, tính mình có trẻ con không? Dạ nói chung không chị, bình thường chị. Chị chỉ sợ là anh không có mãnh liệt với phụ nữ thôi, chứ chị thì cũng không có sợ trẻ con. Không, em không mãnh liệt. Mãnh liệt không? Dạ, có. Có mãnh thôi mà chưa liệt. Rồi tình trường em sao? Dạ em cũng có hai mối tình. Một mối tình cũng được 2 năm, cách đây 7 năm. Và một mối tình đơn phương thôi. Thế hiện tại thì em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Nói chung hiền, đẹp, dễ thương. Trời ơi, hiền, đẹp, dễ thương, đủ hết trơn luôn. Ngoại hình sao nè? Chỉ nhìn đẹp được rồi. Em cao bao nhiêu? 1m65 gì đó. Người gái cũng cao 1m65 luôn. Thì tầm 1m5, 1m7 trở lên được rồi. Mập hay ốm? Thì tướng trung bình thôi. Trung bình là nhiêu ký? Em cũng biết được, nói chung là bình thường thôi. Gì em cũng không biết hết trơn. Người có thích gái không vậy? Dạ có, thích gái với chị. Chắc không? Dạ chắc. Chị hỏi em khó trả lời. Không có trả lời. Có khi nào thấy một bạn trai nào đó đẹp trai quá, dễ thương quá mình ngưỡng mộ chưa? Dạ không có, làm gì có chị. Không có hả? Dạ. Bình thường mà, chị thấy bạn gái đẹp chị vẫn ngưỡng mộ mà, đúng không em? Đúng. Cái gái đẹp là sao mà em không diễn tả được, làm sao em biết thích gái đẹp? Trung bình tóc thì nói chung ngắn
dài xíu mà bấm tóc giống chị cũng đẹp. Ừ. Vậy. Rồi. Mập hay ốm? Thon thon, ví dụ vậy. Trung bình xíu, nói chung là có. Em dẹp cái kiểu trung bình giùm chị cái. Trong từ điển chị không có từ trung bình. Trung bình là sao? Dạ. Cái người ta thích mập thì trung bình ta là 70kg. Em thích ốm, trung bình em là 40kg. À, 50-60kg gì đó, 40-50kg gì đó. Theo như em nghĩ chị nhiêu ký? 55-60kg. Ừ, vậy đoán cũng gần đúng rồi đó. Vậy em muốn con gái bao nhiêu ký? Bốn mấy, năm mấy. Bốn mấy, có nghĩa là ốm hơn chị là mập đúng không? 50, năm mấy là tại gái tùy thôi. Có địa thì nó có thể nhìn nó khác. Ừ, thì có nghĩa chị là mập đúng không? Cái chị tương đối đó. Là trung bình á. À, nãy giờ hai em cũng trung bình hết trơn á. Có đem hình ảnh theo không? Dạ có, để nè chị. Đâu? Rồi còn em, mẫu người lý tưởng của em như thế nào? Dạ, mẫu người lý tưởng của em thì bạn nam cao khoảng 1m7. Tại vì em 1m60 mấy. Và em có sở thích của em là mang giày cao gót. Trời ơi, rồi đó, kiếm đi cổ qua trọng đó. Một người cũng chững chạc. Chững chạc. Trời ơi, mênh mông bao la biển người. Tìm đâu ra anh đây anh ơi. Tìm đi em, ảnh ở trọng á. Ráng đi, mò kim đáy biển đi cưng. Em cao mét... là bạn giữa giữa đó. Bạn cao mét 6, 6 mấy chắc bằng này. Bằng này quá. Đâu? Bằng này nè. Biết chọn đúng ai là tôi làm ai người đó nha. Rồi. Chọn kỹ nha, bạn này nha. Giữ nguyên cái tay đó nha. Rồi, một hồi mở cửa trái tim ra. Rồi, coi đúng hay không. Theo như qua cái cách nói chuyện thì em nghĩ là anh này. Hay vậy ta, trời ơi, cặp đôi này chắc đám cưới liền quá. Mở cửa trái tim. Mở cửa trái tim rồi xem mình đoán đúng không nha. 7-8 cô mà mặc đồ giống nhau từ trên xuống dưới. Gì mà cũng đoán ra được. Dạ. Đúng không em, kiểm tra hình lại coi. Đúng mà, giữa nè. Đúng không? Đúng. Hay quá ha. Ôi, đưa anh coi chị đúng anh không vậy? Người này phải không anh? Đúng rồi em. Trời ơi, hay dữ vậy trời ơi, quá trời vậy mà đoán đúng hay thiệt luôn. Sao hay vậy? Dạ. Yeah. Tương thông nha. Tương thông hả? Rồi lần đầu tiên khi nhìn mở cửa trái tim đang cái thì cảm xúc của em như thế nào? Bạn gái đẹp, hiền, đẹp. À, trung bình không? Đẹp, dễ thương, không. Chứ không phải trung bình nữa hả? Không, chị nói chung thôi, như là mình nói lắp thôi chị. À. Rồi em, sau khi cửa trái tim này mở ra, cảm giác đầu tiên của em như thế nào? Anh cũng giống hình. Giống hình? Dạ, có vẻ hiền. Ủa sao lần đầu tiên gặp bạn gái không mua quà, muốn bấm mua hoa gì tặng hết vậy? Cái đó anh lỡ anh đi vội quá. Nên là chắc để có gì sau chương trình hay là chị đó sẽ tặng. Trời ơi, xin lỗi sau chương trình rồi có cơ hội tặng không? Rồi, bây giờ chị Tường mời hai bạn thưởng thức món mì Ý hải sản tại nhà hàng Mận Đỏ nha. Mì Ý trong món Âu thì không thể là không nhắc tới. Tại nhà hàng Mận Đỏ thì chúng ta có thể ăn những cái món cơ bản này với hải sản rất là tươi ngon và nêm theo kiểu Việt. Nhớ nha, vừa ăn vừa tâm sự trò chuyện với nhau nha. Tự tin lên, ga lăng lịch thiệp lên nha. Vài phút sau chị Tường quay lại liền. Khoảng bao lâu chị? 3 phút. Nhìn lẹ dữ vậy. Dạ, chào anh thấy em sao? Thiền, dễ thương. Em ăn tôm không? Không, anh dùng đi. Dùng đi, ăn tôm. Nhưng mà em cảm thấy anh không ngại hay như thế nào á. Mà không có dám... Chương trình hay là gì đó, mình chưa quen. Làm ở phường 8, ở quận 5 hả? Nhà em ở đâu? Nhà em ở quận 5 luôn. Nhà anh đông anh em không? Mấy người, 3 người, anh lớn nhất. Còn em là... Anh là anh cả. Đúng rồi. Nhà em thì đông. Em Út. Hồi nãy anh nói anh sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 88. Em sinh năm 90. 90, ờ. Cũng ba mấy rồi sao anh chưa có bạn? Thì nhiều lúc văn phòng này kia nào không có nói. Công tác văn phòng cũng gặp quen biết nhiều lắm mà. Tùy vậy. Làm văn phòng thì chắc anh đâu có theo đạo đâu đúng không? Tại vì em hướng Phật thì em không biết là anh có ngại về cái việc đó không? Không, anh không có. Thì ở nhà ba mẹ anh cũng là Phật mà. Nhưng mà anh có ăn được đồ chay không? Được chứ, anh ăn được chứ. Có đi chùa được không? Được. Đi chùa anh dẫn em đi. Anh cũng đi chùa. Không, tại vì có em có quen một người bạn á. Em muốn đi đâu thì chị muốn em đi đó. Nhưng mà chỉ có vấn đề là
họ không có cùng ăn một bữa ăn chay được với em. Vậy hả? Vậy cũng khó. Nói chung là nhiều khi mình đi chơi hay là mình đi chùa hay như thế nào, mình đi hành hương thì cũng phải có những cái bữa mình dừng lại để mình ăn. Thì cái bữa đó mình muốn ăn chay chẳng hạn, muốn ăn lạc, thì người đó thì nói là thì thôi một mình em ăn, còn anh ăn cái khác, hoặc là anh không ăn anh ngồi anh nhìn. Em cảm thấy điều đó nó không hợp lý. Hay giờ anh nói em nghe nè. Lát nữa mình bấm nút hẹn hò, xong rồi khoảng một tuần hay là giờ tháng gì đó mình có hẹn rồi đi nhậu đó, thì mình sẽ trao đổi nói nhiều hơn, thì đi ăn hay gì đó anh sẽ dẫn đi ăn cũng được. Ví dụ như mình có thể đi xa hơn á, thì anh nghĩ mình sẽ ở đâu? Thì ở nhà ba mẹ có phòng riêng, nói chung mình cũng có chỗ riêng tư của mình mà. Mì ý ngon không? Dạ ngon chị. Có tôi ở đây thì tôi không thấy nói chuyện gì, mà tôi đi ra ngoài tôi nghe có một cái thông tin rất là thất thiệt là rủ người ta bấm nút đi ra ngoài nói chuyện sao hả? Không có câu chuyện đó trong đây đâu nha, em đừng có nghe nó dụ dỗ. Dạ. Bấm nút ở đây á là 1 tỷ người coi chương trình là em mất cái duyên của em. Nhớ chương trình là như vậy. Dạ. Cho nên em phải thích ảnh em mới hôm em mới bấm. Tiêu chí đó sai nha cưng nha. Ghê ha. Lúc tôi ngồi đây thì không nói, tôi bước ra ngoài thì nói kiểu đó. Xin lỗi quý vị, không có câu chuyện đó đâu. Rồi, bạn gái đẹp gái không? Dạ đẹp. Trung bình ha? Dạ không chị, bình thường. Hả? Trung bình hay là trên trung bình? Trên chị. Gì nhìn ra ngoài chi vậy? Nhìn ra ngoài kiếm ai ngoài? Biết được thông tin gì ảnh chưa? Dạ ảnh cũng là con trai cả. Nhà hình như ba anh em thôi. Vì ta hỏi em trả lời ông ăn hoài vậy? Thì nãy em có nói. Trời ơi, sao đàn ông gì dịu dàng nhẹ nhàng quá, tôi nghi quá. Bây giờ cho một cơ hội nè, thay vì hồi nãy rủ ra ngoài bấm nút phải không, hai bạn nắm tay nhau qua cửa trái tim để đo cảm xúc, để phụ nữ cũng đo phụ nam, phụ nam cũng đo phụ nữ có rung động không. Rồi hai bạn 30 giây nắm tay nhau. Đó. Nắm tay chứ phải bắt tay đi họp cán bộ đâu nha. Nhìn thẳng nhau đi, dám nhìn mặt người ta không? Nhìn đâu vòng vòng. Rồi. Mời hai bạn bóc những lá bài của chương trình. Đọc lớn lên. Bạn nghĩ đêm tân hôn ai nên chủ động và làm gì? Rồi, trả lời luôn đi. Đêm tân hôn thì nam hoặc là nữ động phòng hả chị? Động phòng hả chị? Thì ai nên chủ động và làm gì? Thì thường thường là bạn nam được động phòng. Động phòng là làm gì? Động phòng là làm gì? Quan hệ nam nữ á chị. Là nam chủ động. Dạ. Quan hệ nam nữ. Nữ cũng được. Thì tùy gì? Thì nữ cũng được. Thì giờ theo em, trường hợp cụ thể của em thì em nghĩ ai sẽ là người chủ động? Nếu như em muốn em lấy vợ thì đêm tân hôn của em ai sẽ là người chủ động? Em là người chủ động. Em là người chủ động. Ok. Chị hy vọng là em nói đúng sự thật. Hãy kể ra 3 điểm chung, 3 điểm riêng giữa bạn và người đối diện. 3 điểm chung thì em nghĩ là thứ nhất là về công việc. Có chung có công việc thôi hả? Em cảm thấy vậy. Điểm riêng thì có vẻ là anh hơi nhút nhát so với em. Em thấy hiền quá. Thấy hiền quá. Thật sự thì em thích một bờ vai vững chãi. Nhiều lúc thì do anh nói chuyện thì em nghĩ xưa, nhưng mà nói chung cần thì bờ vai vững chãi thì ok, điều đó là bình thường, đơn giản, không có gì hết. Em phải thể hiện cho người ta thấy, người ta mới tin được chứ. Em nói mà em không có thể hiện, em không nói được gì rồi, em chưa có kinh nghiệm yêu đương nữa. Có mấy tình học trò đó, có mà. Có mấy tình học trò đó hả? Cổ tự tin là cái mốt em có thể bảo bọc được cho cổ. Có, được, bảo bọc được. Bảo bọc được. Dạ được. Đó, bây giờ nhìn 30 giây nhìn nhau nói một câu cuối cùng trước khi bấm nút. Em muốn hỏi anh một câu được. Rồi, hỏi đi em. Với cái công việc của mình hiện tại như vậy, anh có một cái định hướng nào khác cho cái sự nghiệp của mình hay không? Công việc, thí dụ như là công việc đó, công việc chính của mình đúng không? Đúng rồi. Sau này cũng gia đình hay là gì đó thì cũng có thể thêm. Anh đã từng nghĩ đến cái vấn đề đó chưa?
thì bây giờ nó nhiều công việc giống như kinh doanh online hay là làm cái gì nó không ảnh hưởng nhiều và charm hay gì đó mình cũng. Nhưng mà anh đã từng nghĩ đến anh sẽ có một cái công việc phụ thêm cho cái công việc văn phòng của mình chưa? Thì nói chung cũng có lương về cái công việc của mình hiện tại đủ thì nói chung cũng ok, thì cũng còn cái kia thì mình phụ thêm, thì mình có làm thêm, thì có cái nghĩ tới như vậy. Cảm xúc của mình đang suy nghĩ gì, mình mong muốn điều gì? Anh nghĩ mình nên tiến tới cho nhau, sau cuộc gặp này mình nên đi đâu đó dạo tìm hiểu nhau nhiều hơn. Lý do dạ, tại sao em xin nói thiệt dạ. Lý do tại sao cổ phải thì chị hỏi thì mỗi người có cái ý nói gì thôi, gì được rồi. Cảm xúc hiện tại của em bây giờ như thế nào? Thì thoải mái. Rồi mời hai bạn đặt tay vào nút bấm, nhắm mắt lại. Sau 3 tiếng đếm trên tường hãy đưa ra quyết định của mình. 1 2 3. Hết thời gian. Mặc dù mới đếm tới 1 mà không biết sao bấm lẹ quá. Còn em, lý do tại sao em không bấm? Dạ tại vì em cảm thấy là em chưa có rung động. Thật sự là anh rất là hiền, nhưng mà cũng vì cái hiền đó cho nên là có thể là một cái phút ban đầu em chưa cảm nhận được cái cảm giác, chưa có cái cảm giác của hai người mà... Thì cái đó anh nói em rồi, mới có một cuộc hẹn mà. Nhưng mà em phải thấy, dù cơ hội không có đến với mình nhiều lần. Thế lại nếu mà chương trình này mình đâu có gặp nhau nhiều lần đâu, em hiểu không? Nên là... Đến với chương trình nó chỉ cho mình ít phút thôi. Đúng rồi. Chương trình chỉ là một cái cầu nối, nhưng mà ít phút của chương trình, rất nhiều người ngồi ở đây đã tiến tới hôn nhân và sinh con đẻ cái. Đến đây rồi cái mình cứ nói tại vì đây có ít phút mình cứ lo cái chuyện ít phút mà mình không lo nói cái cảm xúc của mình hoặc là chia sẻ cảm nhận sao đối phương có thể hiểu được. Người ta là phụ nữ nữa cho nên là người ta phải suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định. Nhưng thật sự em có thích cổ thiệt không mà em bấm nút? Có chứ, em thích cổ em mới bấm nút chứ không thích anh bấm. Nhưng em hiểu ý chị nói không? Em hiểu, em hiểu. Cái cơ duyên mình phải biết nắm bắt. Chứ bây giờ em cứ nói là ít phút em cứ lo ít phút không. Chính vì ít phút mình phải càng phải nắm bắt. Đúng rồi chị nói. Thí dụ bây giờ cho em một cơ hội lại thì em có nói được cái gì hơn câu lúc nãy không hay là cũng chỉ vậy? Thế mình cho nhau cơ hội đi. Em nghĩ được không? Thì mình bấm lại thôi. Không? Bấm lại được hả chị? Được. Thì đó chị đang cho mình đang cho nói nhau chuyện. Cơ hội đi. Tại đây là cũng cái duyên, đâu phải ai cũng lên là như vậy. Phải hiểu không? Nhưng em có thật sự thích cổ không? Em thật sự thích cổ. Lý do anh thích em là gì? Anh không biết, nói chung mình có tình cảm, mình thích. Nói chung cái đó mình không có giải thích được, em hiểu không? Em thích cổ đúng không? Ừ. Em bước qua đứng bên cạnh cổ, em nắm tay cổ, em nói một cái gì mà để cổ quyết định để bấm nút lại với em. Lần đầu tiên trong chương trình, chị cho em một cơ hội. Chứ em chưa đủ sức thuyết phục, thật sự luôn. Nếu chị là con gái chị cũng chưa bấm, em phải thuyết phục được cổ. Cho anh cơ hội đi. Nếu như em đồng ý thì anh sẽ như thế nào đó? Nếu như em đồng ý thì anh sẽ cố gắng hết mọi sức có thể để nhường. Em hiểu ý không? Chị sẽ cho cơ hội bấm nút lại. Quý vị đồng ý không ạ? Đồng ý cho một tràng pháo tay đi quý vị. Còn có cho hay không là tùy theo nãy giờ cổ có cảm nhận được gì hay không ở cái lần cơ hội này nhé. Đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại và suy nghĩ thật kỹ, đây là cơ hội. Còn nếu mà kết quả vẫn như cũ thì không phải lỗi của chị đã cố gắng hết sức. 1 2 3. Hết thời gian. Em vẫn không bấm. Chị xin lỗi em, chị đã cố gắng hết sức. Muốn nói gì nữa? Em muốn nói gì nữa? Em cũng có món quà tặng cho anh. Thì cái này là một cái... Cảm ơn. Em nghĩ là anh nó cũng phù hơi hợp vội với quá. Ý của anh. Em cũng hơi vội. Chào anh, rất vui được gặp anh. Và em hy vọng chúng ta có thể tìm hiểu nói chuyện với nhau nhiều hơn tại quán cà phê yêu thích của em. Vẫn còn cơ hội, vẫn còn cơ hội, mừng quá, vẫn còn cơ hội, có cặp visit quán luôn rồi đó, được chưa? Được dạ, chưa? Dạ được. Rồi, mời hai bạn đứng lên. Rồi, hiểu không? Hiểu dạ, gì hiểu, không? Dạ, hiểu cơ hội gì chưa? Dạ hiểu. Cơ hội gì?
uống cà phê tại quán. Dạ, đây là lần đầu tiên chương trình có một cái đặc biệt như vậy quý vị nha. Tường cũng đã cố gắng hết sức vì Tường thấy là có thể giống như cô gái nói là anh này chưa đủ sự chân thành, nhưng cũng có thể là do cá tính của anh rụt rè vì anh chưa có tình trường. Năm ra có thể hôm nay anh nhút nhát nên anh mới hơi ngó ngơ ngó ngửa chút xíu thôi, thì mình phải tạo điều kiện. Còn cái cảm nhận là do cô gái ấy, vì ảnh nắm tay cổ chứ không có nắm tay Tường. Nhưng mà dù sao cũng có một tín hiệu vui là cổ cũng đã cho anh ấy cái card visit cái quán cà phê của cổ rồi. Biết đâu sau này sẽ có tin vui từ hai bạn này. Đến đâu quý vị, và bây giờ thì chương trình của chúng tôi phải dừng tại đây thôi quý vị. Và chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV. Và bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại. Mình có sở trường ha, tài lẻ không chị? Không việc về cái tài lẻ hả chị? Nói chung là cái gì em cũng làm được hết á, cái đó là cái điểm mạnh của em. Cái gì cũng làm được, mình liệt kê một số cái mà mình làm được đi chị. Mình làm được là những cái gì mình cụ thể giúp em ha. Để chị thêm em nhớ. Mấy bạn ơi, tắt mic đi. Mình, ủa mà sao chị cũng không thấy chị Giang nữa. Em phải kê cái mic nó vô trong miệng thì chị mới nghe rõ em nói. Em để riêng ra cái là chị không nghe rõ em nói luôn á. Ừ, nhưng mà như vậy thì chương trình không có ghi lại một cái đoạn làm backup cho mình khi mà mình casting được á chị. Thì thôi chị cứ nói lớn giúp em ha. Rồi, chị để trước mặt vậy thì cũng được rồi. Mình nói về tài lẻ của mình giúp em đi chị. Chị hiện tại là chị Giang đang ở đâu vậy chị Giang? Hiện tại em đang ở Bình Phước á. Là chị Giang làm nghề gì? Dạ em đang, hiện tại thì em đang làm tài xế. Tài xế gì chị? Tài xế taxi hay tài xế gì? Đúng rồi, tài xế taxi chạy dịch vụ chạy hợp đồng á. Wow, mới thấy một người phụ nữ mà làm nghề này luôn á. Tại vì thường là các anh thôi. Lý do gì mình làm nghề này? Sao chị? Lý do gì đó chị làm nghề này á? Lý do gì hả? Lý do là nói chung là nghề nó chọn người đó chị ơi. Không ai muốn làm nghề này đâu, rồi nghề này cực lắm. Hồi trước em làm kế toán cho công ty xuất nhập khẩu, em làm cũng được 10 năm. Trong cái 10 năm đó thì có những lúc mà em cũng làm, cũng kiểu như mà công ty nó có ngưng một số năm á, mà để cho em có những năm đó để làm. Có lúc em làm pha chế, pha chế xe mở quán á, quán trà sữa, xong rồi em cũng có học xăm hình. Một cái tấm hình luôn, cái mấy nghề đó nó lại không phù hợp. Lại có tai nạn này kia xảy ra rồi cái là em ngưng hết mấy cái đó lại. Rồi xong thời gian cái lúc ngưng lại em về công ty lại. Lúc đó công ty gặp dịch đó, nó cũng có trục trặc một số vấn đề. Rồi cái trong công việc nó cũng không ổn định, cái em bị chết á. Xong cái này em mà làm chung thì nó nói là thôi để em lấy hồ sơ cho chị ra đăng ký, chị chạy xe ngoài kia để chị chạy vòng vòng cho nó đỡ áp lực, ở trong phòng không áp lực. Cái là gắn bó tới giờ luôn, mà khoảng 3 năm rồi đó. Tình trường của mình như thế nào chị Trúc ơi? Chị hỏi thêm giúp em với tình trường hả chị? Tình trường em hỏi đi, em hỏi chị hỏi. Rồi bây giờ Giang ơi, Giang chủ động chia sẻ ha. Ở đây là ekip của chương trình mình thôi chứ không có người nào ở bên ngoài hết. Thì bọn mình sẽ xem về cái khả năng mà ăn nói của mình á. Mình tâm tình mình chia sẻ ra chứ mình đừng có hỏi rồi hỏi mới trả lời, nó nhắc gần từng câu thì bọn mình không có nắm được bạn là người như thế nào, bạn đến chương trình với cái mục đích gì, bạn mong muốn một người như thế nào đó. Mình chủ động mình chia sẻ ra rồi mời bạn ấy, bạn tự chủ động nói nha. Có trả lời cái câu hỏi lúc nãy mà chị kia hỏi em không? Dạ có luôn, có nghĩa là Giang sẽ tự mình chủ động trao đổi về bản thân, làm sao để cho bọn mình chỉ hỏi khi mà thấy thiếu những cái thông tin mà bọn mình cần thôi ha. Rồi xin mời. Tình trường hả chị? Tình trường thì em kết hôn năm 2008 á, em ở được chắc khoảng vài tháng, xong cái ly thân xong được độ khoảng mà mấy tháng sau thì
cũng hai chồng cũng ở lại tới lúc mà em có con á. Con của em là năm 2010 thì bắt đầu 2009 thì bắt đầu có em bé đó. Thì là mình cũng có đăng ký kết hôn rồi đúng không? Dạ có đăng ký kết hôn mà tụi em ly hôn được cũng mười mấy năm á. Thì giờ thì em tới cái chương trình thì nói chung là công việc của em á thì em cũng đi suốt ngày à, không có rảnh rỗi. Phần nữa là chắc có lẽ trong cái tư duy của mình đó, cái người trước làm cho mình bị tổn thương hay không, cái giờ cái gọi là nó không có tin tưởng vô cái chuyện tình cảm á, nên năm ra nhiều người thật lòng cũng đến nhưng mà nghĩ chắc do lận đợt sao hoặc là do không có chưa có duyên gặp á. Ừ. Rồi em cũng không yêu đương gì cho tới giờ này, cũng lớn tuổi rồi, cũng ba mấy rồi, thấy bây giờ thấy cảm thấy là như nhiều khi nó đơn độc á, muốn kiếm một người để mà chia sẻ trong cuộc sống. Ừ. Ok, mình muốn tìm một người như thế nào hả Giang? Dạ yeah. Như là cái vết xe đổ của người trước nên đông ra em cũng vẫn sợ những cái người mà bị quá ngọt ngào hay là người ta gọi là quá ga lăng á. Ừ. Quá ngọt ngào, quá ga lăng. Rồi vậy bây giờ phải đối xử với mình tệ bạc mình mới tin tưởng được đúng không? Không biết. Không biết. Cũng như là họ chị biết cái xong cái hiện tượng mà ga lăng thì nó ga lăng với rất là nhiều người chứ không đơn giản là mình đâu. Em không có những người ga lăng, là họ trầm tính, là họ trầm tính, họ có thể là cái người đó ít nói hoặc là cái người đó gọi là với những người khác thì người đó thật là khó gần, thì ok em cũng vẫn sẽ chọn những cái người khó gần đó. Ừ. Dạ. Ừ. Tại những người gần thực sự là em rất là sợ rồi. Hiểu rồi, có nghĩa là chị cũng trong hoàn cảnh em, là nghĩa là chị cũng có ông chồng mà ổng tốt với mình tưởng tốt với mình thôi nhưng hóa ra tốt với tất cả mọi người, cô gái nào cũng tốt luôn đó, kiểu vậy đó đúng không? Em học thức đúng không? Em sợ đau lắm, nói thiệt một lần mà em đau tim còn hơn. Em sợ đau tình cảm lắm nên đâm ra các em không có dành cái tình cảm mình cho người khác, là em cứ sợ bị đau như vậy đấy. Nhưng mà thế thì là em đã sẵn sàng chưa, chứ còn giới thiệu cho em xong cái em lại lo lắng rồi em chia tay người ta nữa. Dạ không, thì em sẵn sàng, chỉ có là yêu cầu là người đó thật sự là nếu mà trong tỷ dụ đã là đến nhau rồi. Ở đây thì chỉ có ekip của chương trình thôi, cho nên là chắc là mời chị giới thiệu giùm em đầu tiên là những cái thông tin cơ bản của chị nè, họ tên, công việc, tuổi tác, quê quán của chị ạ. Vâng, em chào chị Thanh Trúc ạ. Chào các anh chị em trong ban biên tập. Em tên họ tên đầy đủ là Lê Thị Thanh. Sinh ngày 8/1/1982. Quê quán ở thôn Thượng Thông, xã Hồng Thành Đông, Đông Triều, Quảng Ninh ạ. À là chị đang ở Quảng Ninh luôn hả chị Thanh? Vâng ạ, em đang ở Quảng Ninh luôn. Mình ghi hình ở thành phố Hồ Chí Minh thì chị có vào đây được không? Là em được, nếu mà tìm được đối tượng là em vào được ạ. À rồi ok chị. Công việc của mình là gì đó chị Thanh ha? Em làm giáo viên chị ạ. Giáo viên cấp mấy chị? Em giáo viên tiểu học. Ờ. Rồi, chị nói giùm em sơ qua về cái điểm mạnh, điểm yếu và đường tình duyên của chị Thanh nha. Ờ, vâng. Trước tiên là em nói về đường tình duyên trước, đó là em đã ly hôn rồi. Em ly hôn đến bây giờ là được 13-14 năm rồi. Em đang nuôi cháu, là con trai. Và từ lúc ly hôn đến bây giờ thì em cũng chưa có gặp đối tượng nào khác, cho nên là vẫn ở vậy nuôi con. Còn điểm mạnh thì của em thì là em thích đọc sách, bởi vì em là giáo viên mà thường xuyên là hướng dẫn các con sách để các con đọc ấy, và thích chăm chút cho các bữa ăn trong gia đình này, những ngày nghỉ thì em thích dọn dẹp nấu ăn. Em thích trẻ em và em thích nói chuyện với người già này. Nếu mà gặp được đợt này mà gặp được bạn trai thì là em cũng mong muốn là sẽ có cơ hội để nấu ăn cho chồng cho con vào những ngày nghỉ ấy. Còn điểm yếu của em là sống nội tâm. Rồi thì xem nó cố chấp chưa? Chị chia sẻ về cái hôn nhân á, làm sao mà mình ly hôn? Hôm 18 thì 18 là nó, hai chị 25 em thì phải hôm nay là của nó. Cua hai cái con này. Em cãi gì nữa chứ?
em với chồng em thì lấy nhau thì năm đó em ấy nó nói riết rồi em nói theo nói luôn chị. Em lấy chồng về thì chồng em đam mê cờ bạc, không quan tâm đến hai con. Em lấy chồng được 9 tháng thì sinh bé trai. Khi bé còn nhỏ mà bé hay ốm thì cứ mỗi lần là chồng em cứ hay bỏ đi đánh bạc ấy. Em cứ điện gọi chồng và về nhà cùng với em chăm con, phải đưa con đi viện, nhưng mà chồng em cứ bỏ mặc hai mẹ con. Lúc đó thì là em cảm thấy là thực ra là nó rất là nhiều lần, 2-3 lần đó. Sau đó là chồng em cứ lấy bình thường, khi đấy là lúc cháu ốm, còn bình thường mà cháu không ốm thì cứ bỏ nhà đi chơi ấy, đi chơi đánh bạc ấy, gần như là cứ để một mình em với con ấy. Mà em thì lại với chồng cách nhà em khoảng hơn 60 cây số cơ. Thế em thấy rằng là đúng một người chồng như thế này thì em thấy không ổn, là em cũng đã hướng cho anh ấy đấy. Trước khi đi dị thì em hướng anh ấy là về ở gần khu nhà em thì ở rẻ, bởi vì ở nếu mà ở rẻ nhà em thì nhà anh có đất, thì hai vợ chồng chỉ làm ở xây nhà thôi. Thế nhưng mà anh ấy không muốn, anh ấy muốn ở trong đấy, ở trong đồi núi dân tộc ấy. Thế là nói chung là anh cứ bỏ mặc mẹ con, nhưng cuối cùng là em cảm thấy là với cái người chồng như thế này thì em không thể ở được. Thế là em chủ động mà bỏ, và em mang theo con đi. Lúc đấy bé chỉ có mấy tháng tuổi, 3 tháng tuổi, và em ni thân là một năm, đúng một năm sau rồi em ni dị. Thì trong suốt 12, 13, 14 năm trời thì chồng em cũng không trách nhận đến con cả. Thực ra thì em đăng ký cái chương trình này đúng ra thì em đăng ký cách đây khoảng 3 năm rồi, nhưng lúc đó hình như là cũng không có cơ hội. Thế lần gần để em đăng ký lại thì cũng may mắn là cái hồ sơ của mình được chương trình chấp nhận và có một cái buổi casting này. Em cũng rất mong muốn là sau cái buổi casting này thì có được một người bạn cùng quan điểm với mình. Tất nhiên là bây giờ em cũng là 42 tuổi rồi thì cũng không có mong muốn là người chồng mình chưa có gia đình, thì em chỉ mong muốn là người ta càng tốt chị ạ. Dạ rồi chị đợi em tí xíu nha. Sản xuất ơi, chị đang thấy có một chị đang vào nữa nè. Chị đang thấy có một chị đang vào, chị Thanh đang cast thì có một chị đang vào đó. Dạ xin lỗi chị. Dạ chị Hoài ơi, mình cast xong rồi á, mình bấm thoát cuộc gọi giùm em với. Tưởng được vào nhóm nghe. Vâng, xin lỗi. Dạ rồi. Rồi xin lỗi chị Thanh nha. Rồi mình tiếp tục hả chị ha. Rồi từ đó tới nay là bao nhiêu lâu rồi chị, cái hôn nhân đó? 13 năm rồi chị ạ. Dạ. Rồi 13 năm này mình có tìm hiểu ai không? Nói chung là bạn bè cũng có giới thiệu, nhưng mà lúc đó thì em thương con em ấy, thương nó nhỏ. Sao em lại thương là mình lấy chồng thì lúc đó là mình cứ mãi biết cái gia đình nhà chồng mình thì mình sẽ không có thời gian chăm con. Nhưng đến gần đây nhất thì thằng bé cứ mẹ ơi mẹ lấy chồng đi, mẹ kiếm cho con bố đi. Mà thực ra con em bây giờ năm học này nó cũng cháu cũng vào lớp 7 rồi, thì nói chung là nó cũng đã đủ lớn, nó có thể tự mình tắm rửa rồi. Thực ra là trước em chưa có muốn, bởi vì em vẫn phải tắm rửa cho con, vẫn phải lo cho con, nhắc nhở con. Đến thời điểm này là cháu tự nấu cơm được rồi, thì cháu tự nấu đồ ăn thức uống và cháu tự vệ sinh cá nhân được rồi ấy. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ có thể kiếm được cho con người bố. Rồi ok chị. Thế thì bây giờ chị muốn tìm người như thế nào, chị mô tả rõ giùm em. Tại chị đang ở ngoài Bắc á, thì cái khu vực rồi tất cả mọi thứ ha, tuổi tác của bạn Dạ vâng. Thế thì điều kiện về cái bạn trai của em thì em rất là mong muốn là về tuổi tác thì có thể là sinh năm 80, em sinh năm 82, cuối năm 82. Thì bạn trai có thể sinh năm 80 này, 79 này và 76. Đấy. Còn chiều cao, em cao 1m50 thì em mong muốn là bạn em sẽ cao khoảng 1m65 trở lên. Về cân nặng thì 60kg trở lên. Tính cách vui vẻ, hòa đồng, thu nhập ổn định, biết cảm thông, chia sẻ và tôn trọng lẫn nhau. Nếu chương trình là ghép đôi được cùng chú bộ đội thì càng tốt, vì bố em là bộ đội, em thích bộ đội.
Và nếu như bạn sai, bạn sai mà chị ơi, là chị coi tuổi hả chị hay sao, tuổi đó hay không có tuổi đó thì sao? Vâng, nhưng mà nếu mà tuổi tuổi lớn hơn em thì cũng được chị ạ. Đây đây là cái mong muốn của em, còn nếu mà cứ hơn tuổi em là được chị ạ, hoặc bằng cũng được, hoặc là kém 1-2 tuổi cũng được. Còn nếu như bạn trai mà sống được ở khu vực là Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Giang, Bắc Ninh và Quảng Ninh thì càng tốt chị ạ, vì mấy cái tỉnh gần chỗ em sống và làm việc ở đấy thì càng tốt. Còn nếu mà chương trình mà tìm được bạn mà ở trong thành phố Hồ Chí Minh thì em sẽ bay vào đó chị ạ. Rồi ok chị, nếu mà được chọn thì bên em sẽ trao đổi thêm với mình nha chị nha. Ừ, sẽ liên lạc mình trao đổi cho chị ha. Vâng, em chào Loan, Nguyễn Thị Loan, em quê Hà Nam, mà công việc em là về tập ba. Em sinh năm bao nhiêu? 98. 98 hả? Là hiện tại là em đang làm việc ở Hà Nam luôn hả? Không, em làm ở Đồng Nai. À, đang làm Đồng Nai. Rồi. Em ở trong này. À, là gia đình là vào trong này hết rồi. Dạ. Đang làm Đồng Nai rồi. Em là 98 đúng không? Ừ, ok, bây giờ Loan chia sẻ một xíu về em đi. Em là cô gái có những cái điểm mạnh, điểm yếu như thế nào ha? Điểm mạnh thì em cũng chung là mình cũng có công việc. Có điểm yếu thì mấy cái này em cũng chưa nghĩ ra mất. Em có giỏi nấu nướng bếp núc trong gia đình không? À, cái đấy thì cũng không giỏi lắm chị. À, không giỏi nấu nướng. Ừ. Rồi, trước giờ là 98 vậy thì em có trải qua mấy mối tình rồi? À, em ly dị một lần chị. À, đã ly hôn hả? Vậy thì em chia sẻ về cái cuộc hôn nhân này đi. À, thì em có một đứa con rồi, năm nay 4 tuổi rồi. Con trai hay con gái em? Con gái á. Ừ. Là em chia sẻ về cái cuộc hôn nhân này đi. Kết hôn bao nhiêu, ở nhau bao lâu? Sao lại ly hôn ha? Em kết hôn được 2 năm. Thì ly hôn là nói chung là do hai vợ chồng không hợp. Rồi được 2 năm thì ly dị. Ừ. Mà không hợp cái đỉnh điểm nào để ly dị em? Thì nói chung là gia đình chồng hơi khó tính quá. Rồi rắc rối nhiều chuyện quá, là không ở được, là phải đi bỏ khăn thời gian là mới ly dị. Ừ. Là một mình em nuôi con. Dạ, một mình em nuôi con chị. Ừ. Rồi tính ra là em ly hôn cách đây bao lâu rồi? 3 năm chị. Rồi 3 năm đó thì có tìm hiểu ai khác không? Dạ, không chị. Không tìm hiểu ai hả? Lý do vì sao? Với chị thấy em cũng xinh xắn, dễ thương nè. Tại em không biết, nói chung là cũng có nói chuyện thôi, nhưng mà không hợp với không quen. Ừ. Mà hiện tại là cái công việc em đang làm ở Đồng Nai là em làm cái gì? Dạ, em làm về chuyên phun xăm thẩm mỹ rồi chăm sóc da. Cái này là tiệm của em luôn hay sao? Dạ đúng rồi chị. Ừ, ok. Bây giờ em chia sẻ về cái hình mẫu em muốn đi, thích một người như thế nào ha? À, nói chung là cũng thích tầm hơn mình tầm 10 tuổi. Có công việc ổn định trong vòng Đồng Nai hoặc là trên Sài Gòn hoặc là trong miền Nam thôi, chứ không thích quen xa quá. Ừ. Rồi còn gì nữa không? Tính cách người này thì như thế nào? Công việc làm sao ha? Tính cách nói chung là thoáng thoáng một tí, đừng có kiểu gia trưởng người hay là kỹ tính quá nha. Đừng có lớn tuổi quá, nói chung là tầm hơn 10 tuổi thôi. Ừ. Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ví dụ người này cũng đã ly hôn này kia các thứ thì được không? Cũng được chị. Cái chuyện đấy thì không sao. Ừ. Rồi ok, còn yêu cầu gì đặc biệt về người này nữa không nè? Không cần, nói chung là người ta có công việc là được rồi. Ừ. Rồi ví dụ như cái lịch ghi hình của bên chương trình á, là gần nhất luôn là ngày 31 tháng 8 này nè. Nếu như mà có người phù hợp á thì chương trình sẽ báo em luôn để mà em sắp xếp em tham gia ha. Tại vì nhân vật bên chương trình nam, các bạn nam thì có rất là nhiều, nhưng mà phải tìm được cái người phù hợp cho em ha. Nếu mà có người phù hợp thì chương trình sẽ báo để ngày 31 có thể là mình sẽ ghi hình luôn, tại vì cái lịch ghi hình của chương trình cũng đã chốt rồi á. Dạ.
quan trọng dạ. là có người phù hợp ha. Dạ 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 vâng, hãy có gì cứ gọi cho em dạ. Ừ rồi, ok, cảm ơn em nha Loan. Rồi chào dạ. em. Dạ dạ.